còn đậy che lối càng trông chát thêm lớn niềm tan rồi lửa tan át vẫn luôn thấm chỉ niềm tan trốn chạy tôi tình nghiệt ngã đâu thể nào giữ tháo sáng lên mộng và phá tan đời đẹp tôi hãy gọi nhau luôn dám sống cùng công lý. Để cái sâu đang vây quanh đời đây. Để xưa ra mái nhà, để khắp bên nhau. Nếu tôi vẫn vươn cao niềm vui dẫn đường Hải. Mày hôi hám quá. Để tôi chở mày ra biển cho mày tắm. Vậy là Hữu Tâm đã đưa Phương Phương đi. Nhưng mà tại sao điện thoại của hai đứa đều không liên lạc được? Hay là có chuyện gì rồi? Giờ phút này mà mày còn giỡn nữa. Mày có nghe người ta nói chôn cất thủy thủ bằng lễ gì không? Tại sao mày muốn giết tao? Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, ở gần bảy sinh thì phải học cách thật là giả, giả là thật. Tao muốn mày mang những gì mày biết xuống gặp Long Dương. Tôi có thể mờ, nhưng mà tôi bấm không có được đâu. Mày, tôi bấm được xuyên trao bây giờ. Mày được cứu rồi đó.
quay. Alo. Alo, dì con Tâm đây cô. Hữu Tâm hả? Dạ. Cô đây. Dạ, cô ơi, tụi con không sao đâu. Cô đừng lo. Con giỏi lắm. Cô ơi, cô có sao không? Cô không sao. Em đâu con? Dạ, tôi ngủ rồi cô. Chắc tại nó mệt đó. Dạ. Ngày mai con sẽ liên lạc lại với cô nha. Ngày mai con nhớ liên lạc lại với cô nha. Dạ, cô biết rồi. Ừ, cảm ơn con. À, cô ơi, cô có ghé lại trường con không? Có, cô có ghé lại. Dạ, mọi chuyện bên đó ổn hả cô? Mọi việc vẫn ổn mà, không sao đâu. Cô cảm ơn con dạ, nha. Dạ, con chào cô. Bích Dân rất thông minh. Cô ta đã khôn khéo chứng minh mình vô tội cho đến khi chúng ta bắt được Hải Ma Bút. Theo cậu, những gì Bích Dân nói về Nhã Nam có chính xác không? Thưa chỉ huy, nhìn thái độ và cách trả lời của Bích Dân, tôi tin lần này cô ta thành thật và nghiêm túc hơn, nên tôi tin là chính xác. Cậu không bị sự quyến rũ của những cô gái chân dài làm mất đi sự phán đoán chính xác của cậu đấy chứ? Dạ thưa thủ trưởng, tôi tôi biết. Tôi rất tin vào khả năng và hoàn toàn tin vào những gì cậu đã làm. Chỉ là nó vui một chút cho mới căng thẳng. Nhưng theo tôi, chúng ta cũng cần nên ra soát lại cho chắc chắn. Đó là nguyên tắc vàng của chúng ta, vậy nhé. Rõ. Để ghi nhận sự hợp tác của Bích Dân, tôi đề nghị trả tự do cho cô ta. Chỉ làm thủ tục trao trả những tư trang của cô ta ngay nhé. Báo cáo. Rõ. Dạ thưa ông, cô Bích Dân đã tới. À, gọi đặc tiền. Dạ thưa, bao nhiêu người ạ? 4 người, phòng riêng nha. Dạ. Nào. Mời vô. Cô ngồi đi, cứ thoải mái. Thế nào? Thưa ông, đây là chiếc USB được đánh đổi từ Hải Ma Bút. Theo cô có nên sử dụng thằng Hải? Hải có biết tôi bán hắn không? Không. Tôi nghĩ Hải đã không còn đất sống. Như vậy không loại bỏ khả năng hắn trở nên nguy hiểm. Bây giờ thì bộ mặt gian xảo của Bảy Sinh đã hết được chối cãi. Hèn chi con mụ phù thủy này cứ tính chuyện giết người diệt khẩu. Nhã Nam đã biết tất cả. Cứ mượn tay con luật sư này báo cho cảnh sát những đứa cần loại bỏ. Thưa ông, như vậy chúng ta sẽ lỗ hết. Cô đưa một khẩu súng cho đối phương bắn mình, cần phải làm gì? Vậy tôi phải làm gì? Có những lúc cô tỏ rõ khả năng suy đoán bẩm sinh của mình, nhưng cũng có lúc không sao. Này nha, những khẩu súng ta giao nộp cho cảnh sát, nó sẽ giúp ta loại bỏ bẩm sinh. Còn bây giờ tôi sẽ thưởng công và đánh dấu ngày cô chính thức được công nhận cô là người của tôi. Dạ chào chú. Ồ,
Dạ thưa chú, bàn của chú đã được đặt sẵn rồi, mời chú vô ạ. Cô cứ bài dạy món nhâm nhi trước đi. Dạ. Tôi còn chờ một người quen. Dạ. Cảm ơn. Con biết rồi. Sao vậy? Có người đang đợi anh kìa. Cho giới thiệu cho anh, đây là ông Khai, còn đây là Hải Ma Mút. Xin chào. Chào ông. À, Bích Chân nè. Chào anh, một người may mắn. Cô nói may mắn là cái gì? Kìa, mình là người một nhà mà. Ông Hai đây đã nhiều lần cứu anh thoát khỏi búa của Bảy Sinh. Hai lần là tôi, và lần này là anh Thanh đây. Chứ còn gì nữa, nếu không có cô Bích Dân đây thì chú đã chết 8 đời rồi. Mạng chú còn lớn là một may mắn. Đó nào, chúng ta nhập tiệc đi. Mời. Hôm qua chú ở đâu? Tôi vô trung tâm thành phố. Trang Cùi Chỏ vừa bị tụi nó chơi một trận và quăng vào hốc đá. Thằng Hải đã ra mặt phản bội. Nó đã biến cùng với thằng đính của Hai Bạch. Hóa ra cuộc tìm vàng diễn ra trong bóng tối này là cuộc chiến một mất một còn của nhiều phe cánh. Vậy thì Xuân Phong này cũng là một. Đó là trách nhiệm của tôi. Với tư cách là một đối tác của chị, tôi có một sự thỉnh cầu. À không, nói đúng ra là một lời khuyên. Chú cứ nói. Chị cứ đứng qua một bên đi. Với tư cách hỗ trợ, tôi muốn len lỏi vào từng ngóc ngách và dọn một con đường cho chúng ta đến với kho báu. Được. Bất cứ điều gì chú yêu cầu, chú sẽ được hỗ trợ. Kêu tôi ra đây, cậu định nói gì với tôi? Trước khi tôi xin cứu từ, Hải Ma Mút này xin nợ ông một ơn cứu mạng. Cảm ơn hai người đã trực tiếp cứu tôi. Nhưng Hải Ma Mút đã xin thề, bất cứ ai trầy ra ngăn cản thì đừng trách. Cậu định lầm. Ông sẽ biết và chắc chắn sẽ hài lòng. Đúng là thật thô thiển. Mày chạy đi, chạy đi. Mày yêu mày. Mày nếu dùng chó vậy. Mày, mày nghe tao nói đã. Mày không nói gì. Mày dàn cảnh chơi tao, tao không trách. Nhưng mày bán tao cho nhiều, tao không chấp nhận. Thôi đủ rồi. Bây giờ sao? Qua mình trốn ở đâu?
Gì vậy? Cho làm phòng. Dọn phòng gì giờ này? Mặc đồ rồi đi ra ngoài. Mày mà hé môi là lòi ốc ra ngoài liền. Dạ dạ. Cầm lấy đi rồi biến. Dạ. Đừng nói gì nữa hết. Ê, tao có quen vài người làm đạo diễn. Tao nghĩ mày nên đổi nghề được rồi đó. Là sao? Mày diễn hay lắm. Sao? Mày muốn giấu đầu mối gì mà mày muốn giết thằng Hải hả? Anh Phong, tôi biết Bảy Sinh đang có trong tay những gì mà giang hồ đang sôi lên. Nhưng tụi mày định nhanh tay chiếm lấy. Mày quên là trong đó có phần của tao hả? Đứng lên. Mày nhắm mắt lại đi. Nhanh lên. Tôi lại anh mà. Mày có thấy là mày đang bị lộ tẩy không hả? Tôi xin anh mà anh Phong. Tao hỏi gì mày có nghe không hả? Anh Phong. Tao hỏi gì mày có nghe không? Dạ nghe. Chính tôi và Minh Quang muốn cùng một lúc nội công ngoại kích, thử Bảy Sinh và cả tao nữa đúng không hả? Dạ. Nữ của thằng Quang. Ok. Nội trong 3 ngày mày không dắt thằng Linh Quang tới gặp tao thì mày muốn cái gì hả? Anh cứ xử tôi tùy cách anh chọn. Mày nhớ đó. Sếp à, có chuyện gì? Nhã Nam đã khôn khéo xử lý những dữ liệu rồi mới trao cho Bích Dân. Cục diện sẽ trở nên phức tạp khi Hai Bạch nhận từ ta Bích Dân chiếc ổ cứng mà chúng ta đã xử lý. Thưa, Nhã Nam đã điểm danh đúng những gương mặt địa phương đã tiếp tay với bọn tội phạm. Ta xử lý như thế nào? Tạm thời không đánh động. Trong thời gian này, chúng ta sẽ có chỉ đạo của cấp trên. Alo, tôi nghe. Báo cáo, chúng ta vừa nhận được tin là Phương Phương, con gái của Nhã Nam, đã không còn ở trung tâm từ thiện nữa. Sẽ có chuyện chẳng lành cho hai mẹ con của Nhã Nam rồi. Ngoài, để con phụ ngoài nha. À, ngồi đi. Cười cái gì? Cười hơn 10 cái răng. Nè, con nhỏ đó coi cũng được người ha. Mà nói là con nhà ai? Có đàng hoàng không? Mà đi với đàn ông con trai qua đêm như vậy hả con? Ngoại, mày nói cái gì vậy? Qua đêm là sao? Hôm qua con ngủ ngoài đi văn, còn Phương Phương ngủ trọng với ngoại mà. Thì ngoại hỏi như vậy đó. Con gái còn lứa gì mà trưa trật mà ngủ chưa chịu vậy? Ngoại coi bộ không có được trật nè con. Ngoại à, có những chuyện con không nói với ngoại được. Nhưng tụi con chỉ ở lại vài ngày thôi. Nếu ngoại không đồng ý á, thì tụi con sẽ... Cũng cái giọng đó nữa hả?
Ngoại lo đã lo cho con, chứ ngoại tiếc gì. Chuyện vợ con á là chuyện cả đời. À, nè, mà ba con biết chuyện này chưa? Ủa, con làm sao vậy? Hả? Dạ, đâu có gì đâu ngoại. À, để con kêu Phương Phương dậy nha. Ngoại làm tiếp đi, con đi nha ngoại. À, thằng này sao mà nó lạ quá. Sao về sớm vậy nhóc? Em dậy từ lâu rồi. Không sao đâu, tại vì em mệt quá. Ở nhà mẹ em cũng vậy mà, đâu có ai thích con gái dậy trễ đâu. Ngoại là người nhà quê nên thẳng tính, chứ em ở đây rồi đố ai đụng đến em. Là sao anh? Đâu có sao đâu, anh nói vậy thôi à. Anh Tâm. Ừ? Hình như anh không thích ai nhắc tới ba anh đúng không? Nếu như anh không ra tay thì tùy, nhưng thằng Hải Ba Mút này không để người khác lợi dụng rồi tự ý dứt bỏ đi. Tao nghĩ cái gai cần nhổ ngay trước mắt chính là con Nhã Nam. Nhổ? Nhổ hết là xong chuyện. Ok, trong chuyện này chính bản thân tao cũng không đồng lòng. Tao và mày, và kể cả con Trang, cũng chỉ là con rối trong tay Bảy Sinh mà thôi. Tôi chỉ đợi ông nói câu này. Hai Bạch, ông quả là siêu phàm. Thằng Hải đã trúng thuốc của ông, nhưng còn thằng Quang này, không bao giờ. Alo, mày đang ở đâu? Ok, mày set up đi, tao cũng đang muốn gặp nó. Nhưng nhớ, kế hoạch thì phải bàn trước với tao. Riêng chuyện thằng Hải, nó đã trúng thuốc lão Bạch rồi, mày thì an toàn. Yên tâm đi, tao sẽ check care chuyện đó. Chị Bảy, hôm nay chị Bảy về sớm vậy? Bữa nay cá no nước quá, khó câu lắm. Đây chị để em. Thôi được rồi, tôi làm được, nhẹ mà. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, lùi luôn, lùi đi. Rồi, từ từ nha. Rồi, rồi, rồi. Thank you.
Alo. Hải đang ở khu du lịch câu cá Suối Mơ. Sao? Bảy Sinh cũng vừa rời khỏi đó à? Rồi, 50 khóa sổ. Thua nữa rồi. Tội nghiệp thằng em. Cho xin tiền đi. Anh Phong, có tin. Gửi lại cho thằng em đó. Vậy là cuộc đời vẫn đẹp sao? Xém nữa là thua tiền mua thuốc cho bà già. Bà già mày bệnh gì? Phổi. Bệnh phổi. Hay là tao lấy phổi mày thay cho bà già mày nha. Tao phục mày, mày nhớ dai thiệt. Thiếu mày. Sao mày? Hôm bữa tao lấy mày nhiêu đó. Thiếu. Tao nhớ dai lắm đó. Mày nhớ khôn thiệt. Alo. Anh nghe nè em. Hôm nay chắc anh không đi vũ trường được đâu em ơi. Bữa khác đi mẹ. Theo sự hiểu biết của mày thì cái nào làm chết người nhanh hơn? Mày coi thường tao quá. Nếu đủ can đảm thì bà cứ bắn đi. Không phải là không can đảm, nhưng không phải là lúc này. Đoán xem. Tôi không phải là món hàng bà cần. Vậy thì ai? Theo mày. Có một lần tôi nghe nhắc đến người tình của Đức Lập. Chỉ tội nghiệp là con mụ kia không biết là mình cũng sẽ bị giết như một con chó săn sau khi chủ của nó bị giết. Hiểu biết. Mày tỏ ra là một thằng khá hiểu biết đó. Nhưng con chó đầu tiên tao giết chính là mày.
bất ngờ quá. Cho nên tôi không ngờ có cuộc hẹn trong bóng tối của Bảy Sinh. Mày nghĩ Bảy Sinh đến đây vậy? Con vợ bé của thằng Đức Lập. Tao có một yêu cầu. Chuyện gì? Phải để cho Bảy Sinh được sống đến khi tìm được con đàn bà kia. Còn Giả Nam thì sao? Mày coi chừng, đừng đụng đến thằng Phong ngay lúc này, để tránh phải đối đầu với nhiều kẻ thù. Anh Luận, anh cho gọi em. Chúng ta cần cắt đứt liên minh giữa Quang và Hải, dùng nghiệp vụ bắt Hải, đó là việc cần thiết. Còn Linh Quang? Sẽ có chỉ thị tiếp theo dành cho hắn. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng cho lính. Báo cáo, rõ. Ừ. Alo, bao giờ đồng chí Thủy về? Bảo lên gặp tôi ngay nhé. Thằng Xuân Phong nó sẽ ra tay, nhìn thái độ của nó thì biết. Chẳng qua là tao không muốn ra tay lúc này. Thôi được, đằng nào cũng không thể nào nhìn mãi được. Vậy đại ca tính sao? Tao sẽ chơi một trận thẳng thần với nó. Ai đã giết anh? Ai đã hại Phương Phương? Chẳng phải cô đã biết tất cả mọi việc rồi sao? Còn một người nữa, quan trọng hơn Bảy Sinh, người đó là ai? Tôi không biết. Ai là người đang giữ cái chứng cứ phạm tội của bọn Bảy Sinh? Do từ lâu trong tổ chức đã nảy sinh sự nghi ngờ, nên tôi đã tổ chức nguyên tắc mảnh ghép. Muốn hoàn chỉnh tất cả thì phải có đủ những mảnh ghép lại. Nhưng tôi đã phạm sai lầm từng. Những gì anh giữ chỉ có chừng này thôi sao? Ai là người tình của anh? Không, đó chỉ là một vở kịch. Anh nói láo. Chị Bảy, bữa nay chị câu cá hay là nhậu? Cả hai, tới trò của tôi. Dạ. Dạ. Sao vậy? Có người tới trước hả? Dạ đúng rồi chị. Hèn chi lúc nãy vô đây anh có hỏi chị, nhưng mà em nói chị chưa tới. Nếu không thì có xe của chị Bảy ở bãi xe rồi. Chị khỏe chứ? Tôi khỏe, cảm ơn cô. Nếu tôi đề nghị cô giúp tôi gặp Trần Linh Quang, em có thể biết mục đích. Đơn giản là mối thù giết chồng, và nhất là hắn đang cướp đi cuộc đời của Phương Phương. Linh Quang không phải như Hải Ma Mút, một cái xác dung dậy tứ chi mà không có cái đầu điều khiển. Linh Quang là gã giang hồ có học thức, lì lợm và ranh ma. Tốt nhất chị nên dùng những gì thu thập được mà giao cho cảnh sát.
Nếu vậy, tôi sẽ tự tìm hắn. Chị có vẻ quá tự tin, nhưng đôi khi điều đó lại chuốc hại vào thân, không những cho chị mà còn cho nhiều người nữa. Rất tiếc. Khoan đã, vì sao chị có thể tin tôi giúp chị gặp được Linh Quang? Vì cô không phải. Mà không, chính xác là cô chưa bao giờ là người tình của Đức Lập. Cô cũng chỉ là một kẻ đang lao vào cuộc chơi mạo hiểm mà thôi. Thế nào, cô cũng là kẻ có lợi trong việc này kia mà. Chị sẽ thất bại. Hãy tự tắt đi ngọn lửa kiêu hãnh. Chắc chị cũng còn nhớ, không có tôi, đêm đó chị đã bỏ mạng rồi. Và tôi cũng đã làm đúng hợp đồng. Sòng phẳng. Nhưng chị tiếc là những con số chị đưa đã được làm lệch rồi. Cà phê không? Những con số xem ra luôn hấp dẫn mọi người, nhất là khi nó được dùng cả 10 số để diễn tả số đếm của tiền. Bên này nè chị. Chị Bảy uống gì không? À không, tôi đi liền. Hoạt động đều dừng lại. Tất cả đều khó chịu với những cặp mắt của cảnh sát dán vào lưng. Nếu chúng ta bất ngờ hành động thì nắm chắc phần thắng trong tay. Tất nhiên, tôi cũng là người không thích ăn không ngồi đồi. Chú đúng là người cùng chí hướng với tôi. Thế này, chuyện này trước đây tôi đã bàn với Hai Bạch, nhưng ông ta nhát cái không dám hành động. Bây giờ tôi sẽ móc nối, và chú là người thực hiện. Vì ít nhiều chú cũng vô can trong chuyện của Trọng Bình. Mẹ, thằng Linh Quang là cái chó gì? Chỉ tiếc là nó trốn như một con chuột ghẻ, chứ nó mà ra mặt con mà đâm dỗ ăn cả năm. Thằng Xuân Phong này không bao giờ sợ những thằng đánh lén. Nhưng tôi lo sợ Xuân Phong này. Có gì đâu mà sợ. Cả đám tụi nó là hữu danh vô thực. Thằng nào ngon mạnh dạn bước ra đây. Chị về nói với tụi nó, muốn gì nói với tôi một tiếng. Tôi về trước. Ê,
tiền. Dạ, 20 anh. Nhiều vậy? Dạ. Mày có sợ chết không? Hả? Chắc là không đúng không? Anh ơi, em có gì sai anh chỉ dạy giùm. Chứ em là bảo vệ thôi mà. Tao biết mày là bảo vệ, mày còn là thằng bảo vệ giỏi nữa. Cho nên thằng Hải bỏ súng vô xe bẫy sinh, chưa đủ nó còn mở cốp xe chui vô đó. Vậy mà không ai biết là sao. Dạ. Dạ. Em không biết anh Hải. Anh Hải nào hết. Chỉ có chị Bảy hay đến đây câu cá thôi à. Thôi được, tao biết mày không liên quan. Hồi nãy mày nghe lén chuyện của tao với bà bảy sinh để làm gì hả? Dạ. Em lại á, em khổ lắm. Bây giờ mày hẹn thằng Linh Quang đi uống cà phê được không hả? Được không? Dạ. Dạ. Số của nó số mấy? Số mấy? Dạ. Số của nó. Dạ. Anh có giết em thì em chịu, chứ em không thể nào nhớ hết 10 số đâu anh. Điện thoại mày đâu? Lấy ra. Dạ. Rồi đi. Hẹn ở đâu nói rõ luôn. Nói với nó mày đang có chuyện gấp cần bàn. Dạ. Anh Quang hả? Em đây nè. Dạ. Em có chuyện muốn gặp anh liền. Dạ, quán bữa trước. Dạ. Dạ dạ khoảng 10 phút nữa em tới. Tao nói cho mày biết, đừng để tao phải tìm lại mày vì thằng Quang. Dạ dạ, dạ em biết. Dù có gian khó, nhưng hãy nên sống chân thành để mãi công lý, không bị che khuất lấp vui để những tội ác, những điều gian dối thôi đem khổ đau làm nát tan đời. Còn trái ngang đó là còn thao thức dại bay, còn sâu xa đó là còn khao khát đẩy lùi. Cuộc sống vẫn thế, cái thiện cái ác vẫn đối đầu nhau. Từng giây phút hỏi trái tim hay môi giận hờn, hỏi trái tim hay môi thù hận, hãy giúp tôi giúp anh bỏ đi dành trái nhỏ nhẹ. Cô giúp nhau thoát cơn dục vọng, cô giúp nhau quên đi dối gian, cô bước đi lối lầm và thôi lối sống bất nhân. Cô không ghi chữ tâm trọn đời, cô giữ cho chữ nhân tuyệt vời. Hãy giúp tôi giúp anh hấp thu vào trong ước mơ, mang yên bình cho vui kiếp người, mang an lành cho bao cuộc sống, luôn xây dựng hạnh phúc.